Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài tĩnh nguyện phiên bản ghi âm được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hàng ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Tình yêu vô hạn. Dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong sách Ê-sai đoạn 46 từ câu 3 đến câu 10. Hỡi nhà Gia-cốp và tất cả dân sót của nhà Israel, hãy nghe ta. Ta đã mang nặng các ngươi từ khi còn trong lòng mẹ, bồng ẩm các ngươi từ lúc mới sinh, cho đến khi các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc. Ta chính là đấng luôn gánh vác các ngươi. Ta đã tạo nên thì sẽ còn bồng ẩm các ngươi. Ta sẽ gánh vác và giải cứu các ngươi. Các ngươi so sánh ta với ai và kể ta bằng ai? Các ngươi đối chiếu ta với ai để thấy chúng ta giống nhau? Người ta lấy vàng trong túi ra và lấy cân mà cân bạc. Họ thuê thợ bạc đúc một thần rồi cúi xuống thờ lạy. Họ vác tượng ấy trên vai và đem đi, đặt tượng vào chỗ nó và nó cứ đứng đó. Tượng không thể rời khỏi chỗ nó. Nếu có ai kêu cầu thì nó chẳng trả lời và không thể cứu họ khỏi tai họa. Hãy ghi nhớ điều này và hãy suy xét. Hỡi những kẻ phạm tội, hãy nghĩ lại. Hãy nhớ lại những việc trước đây từ thời xa xưa. Vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta. Từ ban đầu, ta đã báo trước việc cuối cùng và đã nói từ thuở xưa những việc chưa thực hiện. Ta đã phán, kế hoạch của ta sẽ thành tựu và ta sẽ thực hiện mọi điều ta muốn. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Ê-sai đoạn 46 câu 4. Ta đã tạo nên thì sẽ còn bồng ẩm các ngươi. Thỉnh thoảng khi muốn được chú ý, chú chó giống Labrador sẽ tha món đồ gì đó của tôi và lảng vảng trước mặt tôi. Một buổi sáng khi tôi đang ngồi viết sách ở bàn làm việc, lưng quay lại, chú chó Max gặm lấy ví của tôi và chạy đi. Nhưng nhận ra tôi không thấy việc nó làm, nó quay lại và thúc mũi vào tôi. Mõm nó ngậm cái ví, mắt láo liên, vẫy đuôi, trêu chọc tôi. Những trò hề của Max khiến tôi bật cười, nhưng cũng nhắc nhở tôi về những giới hạn của mình trong việc quan tâm đến người khác. Nhiều lần tôi có ý định dành thời gian cho gia đình hoặc bạn bè, nhưng những việc khác lại chiếm hết thời gian và tâm trí của tôi. Và trước khi tôi nhận ra điều đó thì đã hết ngày mà tình yêu vẫn chưa được thể hiện. Thật được an ủi khi biết rằng Cha Thiên Thượng vô cùng vĩ đại. Ngài có thể hiện diện với mỗi chúng ta theo những cách mật thiết nhất, thậm chí duy trì từng hơi thở trong phổi của chúng ta cho đến chừng nào chúng ta còn sống. Ngài hứa với con cái Ngài, cho đến khi các ngươi già cả, đầu râu, tóc bạc, ta chính là đấng luôn gánh vác các ngươi, ta đã tạo nên thì sẽ còn bồng ẩm các ngươi. Chúa luôn có thời gian dành cho chúng ta. Ngài hiểu rõ hoàn cảnh của chúng ta, bất kể phức tạp hay khó khăn ra sao, và Ngài luôn lắng nghe bất cứ khi nào chúng ta kêu cầu Ngài. Chúng ta không bao giờ phải xếp hàng chờ đợi tình yêu không giới hạn của đấng cứu thế. Chúa quan tâm, chăm sóc những nhu cầu hàng ngày của bạn ra sao? Làm thế nào bạn có thể chia sẻ tình yêu của Ngài cho người khác? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu, Ngài luôn có thời gian dành cho con. Xin giúp con sống cho Ngài trong từng khoảnh khắc của cuộc đời con. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài tĩnh nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hàng ngày.